Xin chào quý vị trên chuyến bay của hành lý tình yêu Spectrum Việt Nam. Với cái loại hình này lại thấy không hợp với cái nào. Lý do em vào Sài Gòn là hoàn toàn là vì người con gái đứng trước mặt em đây. Chết rồi. Thì tại sao bạn lại nói câu đó? Vì em đẹp như hoa hồng nhưng mà em có gai. Em muốn điên luôn á. Em muốn đến đây để tìm một người mới vì những người mà em thường gặp hàng ngày nhàm chán rồi. Em yêu em rất là ích kỷ. Anh chấp nhận bỏ cái mối quan hệ đó để đến với em. Quá khắc nghiệt. Trước mặt mọi người mà anh làm mất mặt em như vậy. Tại sao anh làm như vậy? Em phải tự biết chứ. Bốn người đó nói mà không có lập luận để cho em thấu hiểu thì em vẫn cãi. Trời ơi.